Pokemon Legends Arceus cũng đã ra mắt được một thời gian rồi và trải nghiệm của mọi người với con game này nhìn chung cũng là rất tốt. Bối cảnh của game là vùng đất Sinnoh trong quá khứ, khi ấy được gọi là Hisui. Ở khoảng thời gian này có những Pokemon mà chúng ta chưa bao giờ gặp ở hiện tại. Và đây sẽ là video mà tôi giới thiệu về một trong những Pokemon xịn sò nhất, theo ý kiến của tôi và theo những thông tin hiện tại. Đó chính là chú gấu Osaluna, Pokemon đào bùn, tên tiếng Nhật là Gachiguma. Đây là Pokemon mang song hệ là thường và đất, dạng tiến hóa của Pokemon hệ thường Osharing. Có một đặc điểm về các Pokemon hình gấu, đó là ngoài con Staffold ra, tất cả những con gấu còn lại đều đi bằng hai chân. Tôi đã luôn muốn có một con gấu hùng mạnh đi bằng bốn chân và Osaluna đã đáp ứng nguyện vọng đấy. Người ta tin rằng hình thái tiến hóa này xảy ra khi mà Osharing sinh sống trong môi trường đầm lầy của vùng Hisui dưới ánh trăng tròn. Thể chất của Osaluna cho phép nó di chuyển qua đầm lầy một cách dễ dàng và vận dụng bùn đất theo ý mình. Chúng cũng rất giỏi tìm kiếm những thứ dưới lòng đất và Osaluna đã được tôn thờ ở Hisui vì là một trong 10 Pokemon cổ đại nhận được sự ưu ái của Arceus. Song hệ thường đất của Pokemon này trước đây đã xuất hiện trên loài Diggersby, có 4 điểm yếu đó là giác đấu, nước, cỏ, băng, trong khi nó kháng được độc, đá và miễn nhiễm với hai hệ là ma và điện. Hệ đất vốn là một hệ công kích rất mạnh với khả năng phủ sóng rộng, có thể khắc chế được đến 5 hệ. Combo thường và đất thì chỉ bị kháng bởi 30 Pokemon, chủ yếu là những con hệ ma hoặc là bay mà kháng được cái stat còn lại của nó. Đa số những con này thì đều có thể xử lý được bằng một chiêu Fire Punch hoặc bất kỳ một chiêu thức vật lý hệ lửa nào mà Osaluna có thể học được sau này. Bên cạnh một cái thể lực cực kỳ đáng nể là 130, 105, 80, còn trâu hơn cả con Hippowdon, khiến cho ngay cả một đòn Close Combat khắc hệ của Urshifu không cầm Choice Band cũng chỉ có thể 31,3% hạ gục được nó. Thì Osaluna còn có một mức tấn công vật lý cao ngất ngưởng lên đến 140 và đặc tính Guts. Nếu như anh em nào mới tìm hiểu chưa biết là gì, thì đây là đặc tính tăng gấp rưỡi tấn công vật lý cho Pokemon khi mà chúng đang bị nhiễm trạng thái bất lợi. Khi mà chủ động cầm theo trang bị Flame Orb thì có thể tự gây bỏng để kích hoạt đặc tính, đồng thời giúp cho Pokemon này miễn nhiễm luôn với tất cả những hiệu ứng bất lợi khác như là tê liệt, ngủ hay là đóng băng. Đây có lẽ sẽ là một Pokemon sử dụng Guts hiệu quả trong top đầu mà theo tôi chỉ kém mỗi con Conkeldurr, bởi vì Conkeldurr nó còn có lợi thế đến từ hai chiêu thức là Drain Punch và Mach Punch. Ngoài ra thì Osaluna còn có hai đặc tính nữa là Bulletproof và Unnerve. Unnerve để ngăn cho đối thủ cắn berry thì cũng không phải là một tác dụng được đánh giá siêu việt cho lắm. Còn Bulletproof có thể giúp cho Osaluna miễn nhiễm với các chiêu dạng đạn, trong đó có đến 7 chiêu khắc chế được nó, nhất là những chiêu đánh vào điểm yếu ở mảng đặc biệt như Focus Blast, Aura Sphere, Octazooka và Energy Ball. Nếu sử dụng đặc tính này thì Osaluna hoàn toàn có thể mang theo một cái trang bị Assault Vest củng cố nốt cái thủ đặc biệt của nó và trở thành một cỗ xe tăng thực thụ. Vì rất là trâu lì, lại còn có cả Book Up để gia tăng, cho nên tốc độ 50 không phải là vấn đề quá lớn với Osaluna, thậm chí nó hoàn toàn có thể đứng trong đội hình Trick Room rất hiệu quả. Và nếu như anh em muốn khô máu thì con này nó còn có cả múa kiếm nữa cơ. Chiêu thức đi kèm với nó là Headlong Rush. Đây là phiên bản Close Combat của hệ đất, cũng là chiêu thức mạnh nhất mà những Pokemon không phải huyền thoại của hệ này có thể sử dụng. Sát thương gây ra thì có thể tương đương với Precipice Blade của Groudon. Anh em cứ nhắm cái chiêu Close Combat nó thông dụng như thế nào thì có thể suy ra cho cái chiêu này. Hiện tại thì Headlong Rush cũng chỉ có thể học được bởi hai Pokemon là Osaluna và Torterra mà thôi. Điểm hạn chế của Osaluna. Với một con gấu vừa trâu vừa đánh khỏe thế này thì anh em không thể mong chờ gì nhiều ở khả năng phục hồi của nó. Chiêu duy nhất mà nó có thể sử dụng để phục hồi là Rest thì dĩ nhiên không thể spam được. Tôi nghĩ mấy con gấu này nó nên có một chiêu giống như kiểu ngủ đông hay là gì đấy để tăng thêm phần đặc biệt cho chúng nó, giống như kiểu là những con nấm có bào tử ấy. Cơ mà Osaluna nó đã quá khỏe rồi cho nên cái chuyện đấy nghe có vẻ hơi xa xôi quá. Một điều cuối cùng cho video là tôi mong rằng có một ngày hai người bạn gấu của Osaring cũng sẽ được lên đời để cho nó đủ bộ. Và chỉ có thế thôi. Tôi ban đầu định làm video tổng hợp tất cả Pokemon mới đấy, nhưng mà mới viết được một con đã thấy nó khá dài rồi, mà làm hết một lúc chắc là edit cả tháng không xong. Với lại tôi cũng đang muốn dùng thử hết các Pokemon đã, cho nên là làm từng con cho nó thoải mái. Cảm ơn anh em đã xem hết video này nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Peace.